Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì buồn buồn nên mình sẽ cầm đua TMP vào bán hình zombie cho nó vui. Chế độ này đó là siêu zombie, một chế độ cực kỳ là hãm lòng. Nó bút cho con zombie trâu như một con bò ấy. Đôi khi chúng ta gặp những con zombie bắn hoài không chết. Kìa, tôi xong rồi. Cái thằng này nó cơ hội vãi nồi. Nó lợi dụng tư thế chỏng mông của con cương thi, nó đã thông từ đít thông lên. Thật là vi diệu. Gì đây này, ui dồi, cái gì đây, lại lao vào mặt mình rồi mình không bất giáp là thế đéo nào này thì hư cấu này. Cái khẩu này thì nó rất là mệnh nên các bạn cứ dí vào đầu mà dã thôi. Đâu rồi, dương bay đâu? Ui dồi, ở trước này đây, đây đây mình đây. Cầm lưỡi hái như cái lồng đèn chạy linh ta linh tinh vấp mặt vào tường. Không chết đâu rồi. Úi dồi, nó mệnh và color vô cùng luôn. Ở kìa, có hero. Các bạn ơi, lại đây. Mình cần tất, thế thôi. Đây, hàng đây. Hàng khuyến mãi, mại vô. Đâu rồi? Mình đây, đã gây được sự thu hút rất là cao đến từ các chị em cương thi và những cháu nhỏ rum non. Những cụ già kia chắc. Ui rồi, cái gì đấy? Mày hết cao xa à? Định mệnh. Anh em có thấy không ạ? Nó cao xa cả km ý. Này thì cao xa này. Cao xa này. Hết rồi. Bọn này hết rồi. Nghe quá. Bạn có thấy không ạ? Mình cách xa nó cả km. Thế đấy nào nó cao trúng mình. Thật là hư cấu. Cảm giác hư cấu vẫn còn trong người. Mày chạy đâu? Nhảy xuống. Đấy, cao đi, cao đi, cao đi, cao đi. Thì bất lực anh em ạ. Cao mãi không được. Chắc là phải chửi cái thằng Nero này này. Mình cứ lượn lượn trước mặt tao. Hết giờ rồi. Bọn kia nó nấp hết rồi các bạn ạ. Ok. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Hãy cầm cái khẩu này vào trôn zombie rất là vui. Nó rất là mạnh. Ở đầu trận, nếu các bạn muốn được nhiều kill ấy thì ở đầu trận các bạn cứ bắn vào đầu thôi. Các bạn đừng có sấy vào người. Nó rất là phí đạn. Bởi vì đạn khẩu này nó xả rất là nhanh. Các bạn cứ nhấp nhấp vào đầu thôi. Nhấp vào đầu thì tầm 2-3 viên là tành à. Đây rồi. Úi dồi, ghê vậy. Bằng một cảm giác bất lực đến từ NT. Hình nhân này thì hình bán hình mình à, bán hình mình à, đấy bán đi á, đủ đứng một bên luôn. Vâng, cầm đua TMP vào bán hình nhưng bị hình ngược lại. Cái phòng này bắt đầu phát hiện ra mình, chúng nó bắt đầu hô hô hào câu kéo nhau bán hình mình. Đấy, lại một thằng hấp diêm, cái định mệnh biết ngay mà. Một thằng chát lên là y một mảng người, nó lao vào nó hiếp mình cho xem. Nhưng phải sang trận nữa cơ. Trận này chưa đâu. Trận này mình làm zombie thì mình là bá chủ. Đến lúc mình làm người kìa, mình mới biết được cái mùi mà bị hấp diêm tập thể nó sẽ như thế nào. Ui dồi, cái con cương thi này nó bay xa vơ color. Thằng kia nó cũng phải bất lực với khẩu súng. Cái khẩu súng của nó bắn ra nó không có tác dụng đối với mình anh em ạ. Thật là vi diệu. Nó bút quá là ghê. Những thằng nào mà cầm cương thi rất là khó bắn. Tại vì nó có bút chạy nhanh này, bút nhảy cao này. Kìa. Đấy, chế độ này rất là khó thẩm du. Dương bài rất là bá. Đấy. Nên chơi chế độ này nó rất là công bằng. Những cái thằng thẩm du là chết hết. Anh em nếu mà muốn sợ thẩm du thì hãy chơi chế độ này thôi, chế độ siêu zombie thôi, thì nó sẽ không có thẩm du. Tại vì thẩm du không được với chế độ này. Zombie bút rất là bá. Còn chiến binh ý thì hên xui thôi. Có thằng thì nó bút bá, còn có thằng thì không thể bá được. Nhưng đối với các bạn cầm cương thi ý, thì nó rất là bá. Tại vì nó bút rất là nhiều đồ. Mình chơi cương thi nó toàn bút nhiều đồ ngon anh em ạ. Đấy, toàn chạy nhanh với lại nhảy cao các kiểu thôi. Rất là đã.
Này thì cờ lia này. Thích cờ lia không? Thì mình đứng thẩm du cũng được top kìa. Vãi xoài. Các bạn thấy không ạ? Đứng thẩm du cũng top. Cảm giác thật là hư cấu. Đây rồi, thằng này nó chuyển sang đây rồi. Cầm Gatling. Gatling gốm sứ. Rồi phải chào lại anh em ạ. Không chào lại thì anh em bảo là chỉnh chó. Vâng, người nào chào mình thì mình sẽ chào lại. Còn cái kiểu mà ân kia bắt mình chào lại là không bao giờ đâu nha. Các bạn phải tôn trọng mình thì mình mới tôn trọng được các bạn. Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn chào mình thì mình sẽ chào lại. Còn những câu mà chat linh tinh thì mình sẽ không chào, không nói gì luôn. Đấy, tại vì các bạn không, mình không biết các bạn có tôn trọng mình không. Các bạn không chào cái gì mình sẽ im. Thế thôi. Đâu rồi? Ui dồi ôi, ghê vậy. Thế mình đấy không phải là chỉnh chó. Đấy là cái tôn trọng của người khác chứ không phải là chỉnh chó nhá. Chỉnh chó thì nó sẽ khác. Gì đây? Gì đây? Ui dồi. Ở sau luôn, nó không biết này. Rồi, nó đã phát hiện. Thế thôi. Không đú được. Cương thi chân dài các kiểu. Em không thể đú được. Em lùm tịt à. Chân ngắn à. Ơ cái gì mấy. Mình bắn bao nhiêu nó cầm Gatling gun nó ăn một phát cho hết shot. Thôi. Gãi. Này thì cận chiến này. Úi dồi ôi, sao lại nhảy vào mồm bay thế này. Sao lưng. Em là fan anh đó. Ok. Cảm ơn em nha. Rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Bạn Nam Dương. Thấy không ta. Không nhớ nữa. Úi dồi. Sao lại cái trận này nó toàn chạy vào mồm như bay ấy nhở. Thôi biến luôn đi. Cảm giác là hư cấu. Vì hình như có một thằng hack trong này này. Nó cào rất là xa. Mình quyết định là mình sẽ biến hero sớm. Chứ mình không nghĩ là mình có thể sống với cái đôi bàn tay đầy sát thương như thế này. Úi dồi ôi, nhiều thế. Bơi hết vào đây. Bây giờ sẽ là tình huống 1v6. Mình sẵn sàng cân tất và ăn cả đất xung quanh. Chứ nhầm, ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Yếu mà còn ra gió này. Gãy chưa? Rồi, hủy diệt à. Tao sợ mày quá cơ. Một khi anh đã cầm hero thì chả sợ bố con thằng nào. Lại đây. Sẵn sàng ăn tất. Rồi. 204 kill. Mong là trận này sẽ không làm dơ bài. À hí hí. Trời may quá. Tao sợ chúng mày quá cơ. Lại đây. Lại đây. À đủ. Bút lại này. Ơ kìa. Thằng kia nó cứ được nước lên tới. Ăn hết hàng của người ta. Định mệnh. Cầm Gatling gun mà ghê vậy nhở. Này thì ghê này. Rồi té. Úi dồi ôi, cái gì sau lưng mình? What the fuck? Is more than I can take.
so tight, so much more. Where are you coming this morning?